Đây là thành phố chứa đựng cả quá khứ 100 năm, hiện tại và tương lai của Trung Quốc. Thành phố vừa là sách giáo khoa du lịch của Trung Quốc, vừa là thành phố quốc tế của thế giới. Người ta không tiếc dành tặng những mỹ từ đó cho Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc. Thượng Hải được mệnh danh là trung tâm của châu Á và là một thành phố lớn đã làm phồn hoa cửa sông Dương Tử. Đây cũng là nơi rất ý nghĩa vì có tòa nhà chính phủ Hàn Quốc lâm thời và cũng là một châu Âu giữa lòng Trung Quốc. Thành phố đa dạng này vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa truyền thống của Trung Quốc và đang có những bước nhảy vọt không ngừng đến một tương lai rộng mở hơn. Trong chuyến du lịch này, tôi sẽ đi tham quan thật nhiều nơi của Thượng Hải. Thượng Hải, Trung Quốc, thành phố chứa đựng cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Du lịch Thượng Hải, Trung Quốc, câu chuyện thứ nhất. Nơi đầu tiên tôi đến là Chu Gia Giác, ngôi làng thủy lâu đời nhất ở Thượng Hải. Đây là một ngôi làng của sông nước, đẹp đến mức được mệnh danh là Venice của Thượng Hải. Giống như Venice, nơi đây có những con sông chảy qua những ngôi nhà và những con thuyền thong thả trôi. Nếu tới đây, bạn không thể bỏ qua hoạt động đi thuyền. Bạn có thể thả mình vào sông nước và cảm nhận Chu Gia Giác. Hình ảnh chèo thuyền này rất giống với cuộc sống của tổ tiên chúng ta thời còn đi đường thủy. Hai bên bờ sông là những ngôi nhà tuyệt đẹp với mái đỏ. Chu Gia Giác có nghĩa là nơi tập trung những ngôi nhà có mái đỏ. Vì nơi đây còn nguyên những ngôi nhà được xây từ thời nhà Thanh, nên bạn có thể cảm nhận được nguyên vẹn văn hóa xưa của Trung Quốc. Nơi đây đã được Quốc vụ viện công nhận là thành phố tiêu biểu cho văn hóa Trung Hoa, khiến ta có thể biết được người ta tự hào về nó như thế nào. Ở giữa Chu Gia Giác có cây cầu Phóng Sinh. Đây là cây cầu đá lớn nhất Thượng Hải. Nó được xây theo lời của sư Sinh Trao hơn 400 năm trước. Sư thầy đã đặt tên cầu với ý nghĩa rằng chỉ phóng sinh ở cầu mà không được bắt cá hay ba ba ở đây. Khi đi lên những bậc thang bằng đá, bạn có thể ngắm toàn cảnh nơi đây. Khung cảnh ngắm nhìn từ trên cao quả nhiên rất tao nhã. Những nét truyền thống đặc biệt của Thượng Hải liên tục thu hút ánh nhìn của du khách. Tôi liên tục cảm thán và thấy như mình đã được trôi ngược dòng lịch sử thật dài để về đây. Tôi cũng rất ngạc nhiên vì không ngờ ở Thượng Hải, đầy những tòa nhà cao tầng lại có một nơi như thế này. Đây rõ ràng là một nơi không thể bỏ qua với những du khách đến Thượng Hải. Rất nhiều người đã có nhiều kỷ niệm với nơi đây. Nơi đây càng ý nghĩa hơn khi nó giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp đúng chất Trung Hoa. Dòng nước hiền hòa trôi mang đến cho du khách nhiều cảm động và cả sự thong thả nữa. Mặc dù nhìn như một trường quay, nhưng nơi đây có cả những nhà hàng và quán cà phê phục vụ du khách. Trong những con ngõ của Chu Gia Giác có rất nhiều cửa hàng nhỏ. Bạn sẽ thấy rất vui khi ngắm nhìn những đồ lưu niệm nhỏ xinh này. Đi xung quanh những con ngõ này và ngắm nhìn những đồ vật độc đáo cũng là một nét đẹp trong chuyến du lịch Thượng Hải. Đi qua khu phố ẩm thực và những con đường hẹp, bạn sẽ cảm tưởng như mình đang đi lạc về thời nhà Thanh, nơi góc đường của chuyến du lịch về quá khứ.